Hello, xin chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và ngày hôm nay anh em mình sẽ nói về một chai nước hoa mà mình đã trong một cái video top bla bla gì đó thì mình đã nói là mình sẽ có một cái video riêng về chai nước hoa này, bởi vì nếu như không giới thiệu đến cho các anh em chai nước hoa này thì đúng là rất là đáng tiếc. Đó, một sản phẩm của nhà Cartier và nó có tên là Lenvo EDT. Chai nước hoa này thì nó có hai phiên bản EDT và EDP. Và chai nước hoa hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các anh em một có thể gọi là một siêu phẩm về mật ong và gỗ là phiên bản EDT. Đó, thì mình sẽ nói về mùi hương, mình sẽ nói về độ tuổi, mình sẽ nói về dịp dùng, bla bla bla. Nói chung là những cái gì, những cái cảm nhận chân thật nhất của mình đó, từ con tim về của mình về chai nước hoa này thì mình sẽ chia sẻ đến với các anh em. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình relax, let's go. Ok các anh em, trước khi chúng ta nói về mùi hương của chai nước hoa này thì phải nói rằng nhà Cartier có một cái điểm mà mình rất đánh giá rất là cao, đó là về cái chất lượng gia công của họ. Nếu như các anh em đã từng cầm chai nước hoa Cartier Declaration đó, nhìn các ông nói thật là nhìn thấy có phê không? Nó đúng chất Pháp luôn, có một cái gì đấy nó nói thật là nó không còn là một cái chai nước hoa nữa, mà nó là một cái gì đấy nó quá là nó trau chuốt về gia công. Và chai Lenvo này cũng không phải là ngoại lệ. Nó thật là nhìn, anh em nhìn xem này, quá đẹp. Thấy không? Nhìn cái nắp này, xoay ra, đẹp. Phải gọi là chất lượng gia công nhà Cartier này quá là tinh tế. Thì đấy là một cái điểm mình đánh giá rất là cao về nhà nước hoa này. Còn bây giờ anh em mình hãy nói một chút về mùi hương của nó. Thành phần mùi hương của chai nước hoa này thì top note thì có cam chanh, ngải cứu xanh, middle note, mật ong và base note đó là xạ và gỗ gayak. Và khi mà mình xì chai nước hoa này thì cái cảm nhận rõ nét nhất của mình đó chính là hai nốt mật ong và gỗ. Nói qua một chút về mật ong, đây là một cái nốt mùi có thể gọi là cái độ biến đổi hoặc biến đổi độ áp dụng trong các cái pha mùi rất là rộng. Nó có thể đi cùng với thuốc lá, nó có thể đi cùng với vani, nó có thể đi cùng với hạnh nhân và còn rất nhiều những cái cách biến đổi mùi khác. Với một cái tông mùi ấm, thơm và không gọi là ngọt, không, nó không phải là ngọt đậm giống như kiểu vani, thì mật ong nó làm một cái việc rất là tốt. Đôi khi nó có thể làm ấm thêm cái mùi hương. Ví dụ như mình đã từng được gửi một chai mật ong cùng với hạnh nhân rất là đẹp. Và hoặc là với thuốc lá thì các anh em quá là phổ thông rồi, quá chúng ta biết quá nhiều về cái tông gọi là phổ biến mật ong thuốc lá. Và ở chai nước hoa này thì mật ong nó mix cùng với cái tông gỗ. Mật ong ở đây thì nó thơm nhẹ, không quá nồng, không quá hăng và nó vừa đủ. Nó giống như kiểu là cái cảm giác khi mà chúng ta mở một cái chai mật ong nó ra và không phải là chúng ta dí hẳn vào để mà chúng ta ngửi đâu, mà cái chai mật ong đấy chúng ta sẽ cách để khoảng tầm 50 cm đi. Đó, và cái mùi hương mật ong nó tỏa ra, nó làm cho chúng ta cảm giác nó vừa đủ. Thì ở chai nước hoa này cũng thế, cái tông mật ong nó cũng là như thế. Nó không không quá lên và nó cũng không tụt xuống, mà ở cái mức giữa, một cái vị thơm, một cái vị ngọt nhẹ và nó mix cùng với cái một chút cay nồng của gỗ, tạo nên một cái tông mùi có thể gọi là rất là nam tính, cổ điển và không đụng hàng. Nói thật là mình không thấy, gần như mình không thấy bất kỳ một chai nước hoa nào, kể cả là đắt tiền hoặc luxury, bất kỳ một chai nước hoa nào có một cái tông mùi như con Lenvo này. Và đấy là cái điều mình cảm thấy rất là thú vị của chai nước hoa này. Đó, thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của Lenvo Cartier. Thì mình cho rằng đây là một chai nước hoa nó không dành cho các anh em tuổi teen. Nó sẽ có một cái xu hướng mà ví dụ tầm từ 25 đổ về lên bao nhiêu thì lúc đấy nó không còn bị giới hạn nữa. Nhưng mình cho rằng nó sẽ rơi vào tầm khoảng tầm từ 25 đó. Và các anh em nào đặc biệt đang đi tìm một cái phong cách nó không quá già, nó nam tính, lịch sự và không quá già, nó giống như kiểu Dior or Sauvage, nó cũng rất là lịch sự thế nhưng mà nó một dạng kiểu quá là classic ấy, thì cũng không phải là hợp cho các anh em tầm từ 25. Mà ở đây chúng ta đang cần một cái mùi hương mà nó giống như kiểu là một cái gì đấy chúng ta đã đủ trưởng thành, nhưng mà chúng ta không làm cho mọi người tạo một cái cảm giác nó quá già,
mà chúng ta muốn một cái mùi hương mà nó lịch sự vừa đủ thì con Lenvo này nó một dạng kiểu như thế, tầm từ 25 đổ lên và chúng ta có thể xài đẹp luôn. Về mùa thì các anh em có thể sử dụng được trong 4 mùa luôn, xuân, hạ, thu, đông. Chúng ta có thể sử dụng được trong 4 mùa và không hề sợ là nó gây lên một cái cảm giác, ví dụ như mùa hè mà nóng ấy mà chúng ta sợ rằng nó quá nồng thì không phải, bởi vì đây cái dry down của mùi cái dry down của trái hoa này nó rất là nhẹ nhàng, vừa đủ, thoang thoảng, đủ cho mọi người cảm nhận thấy cái thơm, cái hay của mùi hương nhưng cũng không gây quá nồng cho mọi người đó. Mình thấy rằng là nó rất thích hợp trong cái phạm vi không gian hẹp, tất cả những cái dịp gì mà chúng ta muốn một cái mùi hương trong phạm vi không gian hẹp thì Lenvo Cartier nó là một trong những sự lựa chọn mà mình muốn gợi ý cho các anh em. Có thể phạm vi không gian hẹp ở đây là cái gì, chúng ta đi làm, đi hội họp, đi cà phê hoặc đi gặp mặt hoặc bất kỳ một cái gì trong một cái phạm vi không gian hẹp mà chúng ta không muốn một cái mùi hương nó quá là gây khó chịu cho mọi người đó, một cái mùi hương mà nó vừa đủ cho chúng ta cảm thấy thơm và vừa đủ cho mọi người ngửi cảm thấy không khó chịu thì Lenvo Cartier nó là một cái mùi hương như thế đó. Thì chai nước hoa này trên da của mình thì sau khi xịt nó sẽ rơi tầm, nó sẽ có một cái thiên hướng gần như không hẳn là skin scent, thế nhưng nó sẽ rơi tầm khoảng tầm có khi tỏa chưa đến một cánh tay đâu, mình nghĩ nó chỉ tầm đến đây thôi, nửa cánh cho là như thế. Bám trên da mình nó rơi tầm khoảng tầm 6 đến 7 giờ thì mình cho rằng với một cái chai nước hoa không phải là thuần mùi tông gỗ mà nó có sử dụng ví dụ những cái nốt nhẹ nhàng những mật ong ấy, thì chúng ta không thể đòi hỏi là nó phải bền bỉ giống như một cái những cái chai thuần mùi gỗ, hoặc là có những cái chai sử dụng tiêu và gỗ mix cùng, ví dụ Cherry Immense thì nó sẽ bám lâu hơn rất là nhiều. Còn ở chai nước hoa này thì dù sao nó sử dụng ví dụ gỗ một chút, cái này một chút chứ nó không phải thuần mùi gỗ, thì bám nó sẽ rơi vào tầm từ 6 đến 7 giờ và tỏa thì nó rơi tầm, mình cho rằng nó khoảng nửa cánh tay đó. Thì trên da của mình thì mình thấy đó là như vậy. Về ưu và nhược điểm của chai nước hoa này đó là gì? Về ưu điểm, đây là một chai nước hoa chúng ta sẽ rất là hiếm gặp những mùi hương trên thị trường, hoặc hay nói một cách khác đó là không đụng hàng đó. Mùi là lịch sự, nam tính và như mình đã nói nó rất thích hợp sử dụng trong phạm vi không gian hẹp đấy. Thì đấy là những cái ưu điểm của mình cảm nhận về chai Cartier này. Cái nhược điểm đầu tiên đó là đa phần những cái sản phẩm của nhà Cartier thì không hề là dễ săn được ở Việt Nam, thì đây cũng sẽ là một cái rào trở rất là lớn đến cho các anh em. Cái thứ hai đó là với những anh em nào mà newbie thì chúng ta sẽ có cái cảm giác nó na ná, ví dụ những cái chai mà có sẵn trên thị trường ấy, bởi vì chúng ta khi mà mới chơi thì chúng ta sẽ không có một cái sự nhạy bén về mùi hương. Chúng ta sẽ cảm thấy nó giống như kiểu, sao lại cảm thấy nó giống như kiểu Cherry Immense hoặc là Narciso Rodriguez Blow No, đấy là những cái chai nước hoa cũng có dạng kiểu spicy. Tuy nhiên mình nhắc lại là những cái chai nước hoa này nó không liên quan gì đến chai nước hoa này cả đó. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng những anh em newbie sẽ có những phần trăm như thế, mình dự là như thế. Thì đấy là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa của nhà Cartier, những cái nhược điểm. Còn lại thì cái việc mua đó là quyền quyết định của các anh em, chúng ta hãy cân nhắc. Tuy nhiên thì cũng nên thử chai nước hoa này. Ok, thì vừa xong mình vừa có những cái review về chai nước hoa Cartier Lenvo phiên bản Eau de Toilette. Rất hy vọng các anh em nếu mà có dịp thì hãy thử chai nước hoa này. Còn bây giờ anh em mình chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Ok, bye bye.